Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 7 năm 2023. Tin rúng động toàn thế giới thật bất ngờ khi hôm qua ngày 2 tháng 7, quân đội của Ấn Độ tức giận bắn phá đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, làm cho cơ quan đầu não của ông Tập Cận Bình vô cùng hoảng sợ. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được, các quan chức trong chính phủ Trung Quốc đang mất ăn, mất ngủ, lo sợ một điều tồi tệ sắp xảy ra với Bắc Kinh. Đó là tình hình con đập lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất trên thế giới, được cho là tử huyệt của chính quyền ông Tập đang bị đe dọa. Nó sẽ bị phá hủy và đánh sập, và nếu như con đập này bị bắn phá, nó sẽ cuốn trôi toàn bộ 3/4 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Lúc đó, bản đồ thế giới đã không có tên đất nước của Trung Quốc. Chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng sẽ bị xóa sổ trên hệ thống chính trị của thế giới. Ngay tới đây, chắc chắn quý vị sẽ nghĩ tới Mỹ hoặc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản hoặc một nước nào đó trên thế giới sẽ là những nước có khả năng bắn vỡ con đập Tam Hiệp này của phía Trung Quốc, một trong những con đập lớn nhất trên thế giới. Nhưng tất cả những dự đoán trên đều sai, bởi vì nước mà đang nổi khùng lên với phía Trung Quốc đang tức điên lên vì Bắc Kinh và đang muốn phóng tên lửa phá tan con đập lớn nhất của phía Trung Quốc. Không ai khác vào thời điểm hiện tại, đó chính là Ấn Độ. Thưa quý vị, nghe tới đây, chắc chắn các bạn sẽ rất bất ngờ và đặt câu hỏi thắc mắc rằng tại sao quân đội của Ấn Độ lại muốn đánh Trung Quốc, lại muốn săn phẳng Bắc Kinh, thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có lý do và nguyên nhân chính đáng của nó. Ở đây, Hải quân, Không quân, quân đội của Ấn Độ muốn bắn vỡ con đập Tam Hiệp, muốn xóa sổ đất nước của Trung Quốc là bởi vì các chuyên gia nhận định rằng tất cả là do con virus Tập Cận Bình gây ra. Con virus của Trung Quốc đang làm khổ sở người dân đất nước Ấn Độ tươi đẹp. Con virus Vũ Hán đang làm điêu đứng đảo lộn cuộc sống của châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, đặc biệt là của Ấn Độ trong những tháng vừa qua. Các chuyên gia cho rằng tất cả những nguyên nhân trên đều xuất phát điểm từ phía Trung Quốc mà ra. Chính phủ của Ấn Độ cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình ngay từ đầu đã không mạnh tay quyết liệt ngăn chặn virus corona và báo cáo sự việc trên cho các nước một cách quyết liệt và đúng đắn để bây giờ nó lây lan ra khắp trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đó là cái lỗi rất lớn của phía Trung Quốc, bây giờ có hối hận cũng không kịp, và sự bất cẩn của phía Bắc Kinh đã làm cho châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, đặc biệt là Ấn Độ đang điêu đứng vì con virus mang tên Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định, chính vì điều này, ngoài chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden muốn ra tay trừng trị Trung Quốc, thì nay lại có thêm một đồng minh nữa. Một đồng minh rất đắc lực đó chính là Ấn Độ. Hôm qua vào lúc 16 giờ chiều, quân đội của Ấn Độ đã huy động tối đa một lực lượng tinh nhuệ gồm 10 máy bay Su-57 ném bom mua từ Nga cùng với 6 tàu chiến cỡ lớn mang theo tên lửa dẫn đường, một tàu sân bay chở theo máy bay tiêm kích Su-35 cùng 2 tàu ngầm siêu hạng mang theo 18 quả ngư lôi phóng hỏa đang di chuyển vào Biển Đông để sáp nhập với cả hải quân của Mỹ. Mục đích là để cùng đồng minh ra tay trừng trị tội phía Trung Quốc vì tội gieo rắc đau thương cho nhân loại. Thưa quý vị, theo tờ báo Time of India của Ấn Độ cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm qua ngày 2 tháng 7 trong một cuộc họp báo đã tuyên bố rằng Hải quân Không quân của Ấn Độ sẽ kết hợp với cả hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ tập kết ở ngoài Biển Đông để phóng tên lửa, phóng ngư lôi dội bom phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc để trừ họa thay cho các nước trên thế giới mà Trung Quốc đang gieo rắc những đau thương. Tờ báo của Ấn Độ còn trích dẫn một vị quan chức trong Bộ Quốc phòng của Ấn Độ cho biết quân đội nước này sẽ dùng máy bay Su-57 và máy bay Su-35 của Nga để dội bom tiêu diệt những tử huyệt của phía Bắc Kinh. Hiện tại thì phía Trung Quốc đang run sợ khi nghe tin quân đội của Ấn Độ kết hợp với hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ bắn vỡ con đập Tam Hiệp của phía Bắc Kinh. Ngay lập tức, chính quyền của ông Tập Cận Bình cho tiến hành một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua để đưa ra những phương án chống đỡ, bởi họ biết rằng Bắc Kinh sẽ không trụ được nếu như quân đội của Ấn Độ kết hợp với hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cùng đánh Trung Quốc. Theo tờ báo nổi tiếng của Bắc Kinh có tên là China Morning Post, trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã nói rằng yêu cầu tất cả các nước trên thế giới phải hết sức kiềm chế, nhất là châu Âu, châu Á với cả Mỹ
bởi vì Trung Quốc không mong muốn có chiến tranh. Bắc Kinh là nước yêu chuộng hòa bình. Từ xưa đến nay, Trung Quốc chưa đi gây gổ hay xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của nước nào trên thế giới. Bằng chứng là việc Trung Quốc có 14 nước láng giềng xung quanh mình, nhưng Trung Quốc đều kết thân như là trở thành những người bạn tốt. Người bạn 4 tốt và 16 chữ vàng. Vì vậy mà yêu cầu hai nước Ấn Độ và Mỹ hết sức kiềm chế, nếu không đụng độ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, hiện phía Trung Quốc đang cho 4 tiểu đoàn mang theo rất nhiều vũ khí sát thương và vũ khí hạng nặng. Bao vây còn đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc để canh gác 24/24 giờ. Trước bối cảnh tử huyệt của nước này đang bị Ấn Độ và Mỹ nhắm đến, các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới thì cho biết rằng muốn đánh thắng Trung Quốc thì không cần phải đao to búa lớn. Chỉ cần đứng từ xa phóng tên lửa Tomahawk hoặc tên lửa hành trình, nhất là tên lửa có tầm bắn đầu đạn hạt nhân xuyên lục địa, thì đập Tam Hiệp của phía Bắc Kinh sẽ bị vỡ vụn. Bởi vì các chuyên gia quân sự trên thế giới cho rằng nếu con đập này nó bị vỡ, Bắc Kinh sẽ bị thất thủ. Toàn bộ các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Châu, Quảng Đông, Thâm Quyến, Vũ Hán, Hồ Bắc sẽ bị xóa sổ. Hàng loạt các thành phố lớn, các khu công nghiệp của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Vì thế, nơi đây được cho là tử huyệt của Trung Quốc và là tử huyệt của chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thủy lợi trên thế giới cho biết, đập Tam Hiệp là một con đập lớn nhất Trung Quốc và lớn nhất trên thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, tuy con đập này mang lại nguồn năng lượng khổng lồ cho Trung Quốc, nhưng nếu con đập nó bị vỡ thì Bắc Kinh sẽ gánh chịu hậu quả vô cùng khủng khiếp. Các chuyên gia cho rằng con đập Tam Hiệp là đập lớn nhất của Trung Quốc và thế giới. Vì nó được khởi công từ năm 1994, sau 15 năm xây dựng, thì năm 2009 con đập này mới được khánh thành. Nó chắn ngang con sông lớn nhất của Trung Quốc có tên là Dương Tử. Con đập sở hữu hàng loạt kỷ lục trên thế giới như là con đập xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều cao 181m, hồ chứa dài nhất trên thế giới 610km, hơn 120 triệu mét khối đất đá đã được di chuyển để mở đường. Con đập này đã tiêu tốn 27 triệu mét khối bê tông và 463 tấn thép đủ để xây dựng 36 tòa tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp. Cuối cùng là chi phí thi công con đập lên tới 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2009. Các bạn không thể tin và không thể hình dung được khi con đập Tam Hiệp này chứa lượng nước lên tới 42 tỷ tấn. Lượng nước này lớn tới mức mà làm cho trái đất quay chậm lại so với bình thường. Và nếu như nó bị vỡ, toàn bộ 3/4 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Và khi đó, bản đồ thế giới sẽ không có xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, con đập Tam Hiệp của Trung Quốc tuy lớn nhưng nó chính là con dao hai lưỡi vô cùng lợi hại và nguy hiểm, bởi vì nó mà người ta cho rằng đó chính là tử huyệt của Bắc Kinh. Bởi vì ngoài con virus corona ra thì căng thẳng Ấn Độ-Trung Quốc về đường biên giới vẫn bế tắc, chưa biết khi nào tổ chức đối thoại quân sự. Hindustan Times đưa tin, một tuần sau khi Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí tổ chức cuộc đối thoại tiếp theo của các chỉ huy quân sự cấp cao để thảo luận việc giải quyết tranh chấp ở đường kiểm soát thực tế LAC giữa hai nước, New Delhi cho biết đến nay, hai bên vẫn chưa ấn định được thời điểm cho các cuộc đối thoại này. Thỏa thuận về việc tổ chức cuộc đối thoại tiếp theo của các chỉ huy quân đội là kết quả cụ thể duy nhất sau cuộc đối thoại dưới hình thức trực tuyến của cơ chế làm việc để tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới vào ngày 12 tháng 2. Cuộc họp WMCC này đã chứng kiến một trao đổi quan điểm thẳng thắn về tình hình dọc theo LAC ở khu vực phía Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Adam Bachchi nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, hai nước đã nhất trí tại cuộc họp lần thứ 22 của WMCC để duy trì đối thoại và liên lạc thông qua các cơ chế ngoại giao, quân sự để đạt được một giải pháp mà cả hai bên chấp nhận nhằm tách rời hoàn toàn khỏi mọi điểm xung đột ở khu vực Lạc Đà. Ông nói thêm rằng, việc tách rời sẽ cho phép khôi phục hoàn toàn hòa bình và tiến bộ trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Bachchi nhấn mạnh, hai bên cũng nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp giữa các chỉ huy cấp cao lần thứ 12 vào một ngày sớm nhất. Tuy nhiên, tôi không có bất kỳ thông tin cập nhật nào về ngày diễn ra cuộc họp này. Điều này vẫn chưa được ấn định. Trong cuộc họp WMCC vừa qua, hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục đảm bảo sự ổn định trên thực địa và ngăn chặn bất kỳ sự cố không đáng có nào. Sau đợt rút quân và các đơn vị thiết giáp từ bờ Bắc và Nam của hộp Hồ Nang vào tháng 2, Ấn Độ và Trung Quốc đã không đạt được bước tiến nào trong việc rút quân và giảm leo thang tại các điểm xung đột khác như Deep Sang, Godra và Hot Spring. Hai bên gần đây cũng đã xảy ra một cuộc khẩu chiến đổ lỗi cho nhau về sự bế tắc kéo dài một năm của LAC.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!